Báo cáo với các chú các anh là máy tính, laptop, MacBook, điện thoại về rất là nhiều, không thiếu. Thì hôm nay em và Tuấn sẽ báo giá nhanh cho bác một số mã máy tính đã. Lần lượt em sẽ đọc cấu hình trên này, còn tất cả tình trạng máy em Tuấn đều bao hoạt động tốt hết, lỗi một đổi một cho bác nhưng hầu như là không có lỗi. Nói thì cho nó nhanh, máy tính ít khi lỗi lắm. Em sẽ giải hết ra đây, em sẽ báo. Các bác chú ý là em sẽ đọc cấu hình luôn nhé, đọc cấu hình luôn cho các bác và các bác sẽ nắm được cái cấu hình đấy và giá thành em báo luôn chứ không úp úp mở mở mất thời gian. Em sẽ báo hôm nay nó sẽ tầm khoảng độ gần 20 mã máy tính. Nhiều con phía dưới em chưa báo đâu, nhưng mà còn bắt đầu cần clip chi tiết thì em sẽ giới thiệu clip chi tiết về cấu hình bên trong cho em, nó còn tất cả hàng bao đẹp cho bác. Bắt đầu từ con này. Con này là con Dell Virtual 5568. Con này là mặt màu vàng chanh nhé, mặt màu vàng chanh. Đấy, màn 15,6 inch. Đấy, máy còn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là tất cả những dòng máy này em đều báo đẹp, bao đẹp hết cho bác. Con này là Dell Virtual 5568 nhé, chip Core i5-7200U, đấy, RAM 8GB, màn 15,6 inch, ổ cứng, con này ổ SSD 512GB, chạy Win 11, giá 5.999.000, đấy là con này. Còn phía dưới là một con nữa, con dưới đó là con Dell 8500, con Dell này 8500, bác chú ý hộ em nhé, chú ý hộ em nhé. Bọn em kiểm tra lại cấu hình đấy, những cái tờ này là bọn nó lẫn máy nên bọn em phải gạch. Bọn em kiểm tra cấu hình này, 8500 chip Core i5, con này Core i5 nhưng tận đầu 8 cơ, 8265U, được chưa? Con này RAM 8GB, màn hình 15,6 inch LCD nhá, ổ SSD 256GB, giá 5,6 triệu, 5,6 triệu đấy, con Dell, toàn Dell, màn 15,6 inch, 5,6 triệu. Sang đây tiếp, đó là một con HP. À đây, các bác cần thì em Tuấn em lật cái bên trong cho bác. Tất cả hàng bên em bao đẹp hết bác nhá, không nhất thiết là phải mở đâu bác. Hàng bao đẹp là đẹp mà, nó đẹp 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 hết, không phải mở. Tiếp đến đó là một con HP. Con HP này là con HP 250G6, chip Core i5-7200U, RAM 8GB, màn cũng 15,6 inch, ổ SSD 256GB, Win 11 Pro, giá 5.690.000. Con này cũng đẹp xuất sắc nhé. Đây, hàng đẹp xuất sắc cho bác. Con này các bạn ấy. Đấy, nghe cho bác. HP. Còn HP phía dưới đó là con HP ProBook 450G3, chip Core i7 6500U, RAM 16GB, màn hình 15,6 inch, hai ổ cứng, một ổ 128GB cộng 700GB. Đấy, Win 11 Pro 64 bit, giá 8.900.000, 8.999.000. Ok, đến con đấy. Sang đến con này. Con này đó là con Dell 3590. Dell 3590. Chip Core i5-7200U, RAM 8GB, màn 15,6 inch. Ổ SSD 128GB cộng ổ HDD 500GB. Giá 5.790.000. Máy thì đẹp rồi, không phải lo nghĩ gì nữa. Đây, có lại tất cả máy đẹp hết bác ạ. Máy đẹp lắm, nên em cũng không nhất thiết phải đưa, còn những lô dưới thì thôi tính sau. Tiếp sang con này nữa, cũng là con Dell tiếp, Dell 3590. Dell 3590 thì con này thì thôi, con này nó giá đây rồi, nó giống nhau rồi, không cần nữa. Lại con 3590 nữa thì cũng 5.790, giống hệt nhau rồi, không phải giới thiệu nữa. Tiếp tục con này nữa là con HP 2570 2550G7. Chip Core i3-7020U, RAM 8GB, màn hình 15,6 inch, ổ cứng SSD 128GB, mức giá 5.390.000, màn hình 15,6, 5.390.000 nhé. Con này cũng đẹp lung linh luôn. Tất cả những dòng này đều là máy tính xuất về Nhật đấy, đấu giá từ Nhật về đều có, tất cả những dòng máy từ trước ra đều có ký tự tiếng Anh và tiếng Nhật luôn. Sang đây tiếp tục là một con Dell có màn hình 15 inch, đa màn hình 15 inch, bác thấy độc chưa? Con Dell Virtual 5581, chip Core i5-8265U, chip toàn chip khủng, RAM 8GB, màn hình 15 inch, ổ cứng, hai ổ cứng luôn. Đấy, hai ổ cứng. Ok chưa bác? Ổ cứng luôn, ổ cứng 256GB, cũng 50GB. Đấy, con này thôi, con này báo giá xong. Tiếp tục sang con này nữa. Con này là con HP ProBook 450G5, chip Core i5-7200U. 7200U này, RAM 8GB, màn hình 15,6 inch, màn ổ cứng 128GB cộng 500GB nữa,
64 bit Win 11 Pro 16 bit giá 5.999.000. Con này thì báo cáo bác là mới về, hôm trước về được hơn chục con hết rồi bác nhé. Rất nhiều bác lấy loại này nhiều lắm rồi. À, tiếp tục con Dell này nữa. Con Dell này là Dell 5590. 5590 đấy. Con Dell này Dell 5590, chip Core i3 7130U, RAM 8GB, màn hình 15,6 inch, ổ SSD với nhá, chú ý là SSD 256GB, giá 5.600.000. Con này màn hình 15,6 inch, màn con này toàn vật vã đẹp này, bác nhìn này. Máy đẹp lắm. Nói chung là máy đẹp xuất sắc luôn đấy. Máy đẹp xuất sắc luôn, còn nghĩ con 3590 này báo giá rồi. Con 3590 này là khác này. Đây có một con 3590 khác này. Con này có một con 3590 khác nữa này. Đấy. Nó cũng thế thôi, cũng như nhau hết. Con này con HP Bluebook. HP Bluebook 650G40. Con này lại khác này. Con này 650G40. Chip Core i7 bác ạ. Con này chip Core i7 bác nhá. Nhìn hôi ham nhá. Chip Core i7 8550U cơ, quá khủng. RAM 8GB, màn hình 15,6 inch, ổ cứng 2 ổ cứng 128GB cộng 500GB, giá 6.999.000. Con này đẹp vô phê rồi, nói rồi. Ký tự thì cũng cả tiếng Anh, tiếng Nhật hết, máy từ Nhật về. Tiếp tục sang đây nữa là một con Dell 5590 nữa. Dell 5590. Thì con này 5590 này là chip Core i5 toàn chip đầu 8 nhá, 8250U, RAM 8GB, màn hình 15,6 inch, ổ cứng 256GB. Nhưng mà giá 5.999.000 toàn đẹp thôi. Nói chung hàng này thì không chê được các bạn, không chê được ở đâu đâu. Con này 3590 có rồi. Thôi em hẹn gặp lại các bác clip sau đi. Bởi vì là những clip đấy đều có rồi đấy, sang tiếp bên trong này. Về được có 3 4 bộ máy cây bác nhá. Máy tính cây, máy tính bàn này này được có 4 bộ thôi. 4 bộ này thì gồm có con HP này. Ba con HP này thì nó như con em Tuấn đang dùng đây, chính nó đây em đang dùng. Con HP này bền vô đối. Tất cả màn hình cấu tất cả chip RAM ổ cứng nằm hết trong một này luôn. Chỉ cắm bàn phím là chạy luôn thôi. Cả bộ này em Tuấn để cho các bác mức giá là 4.800.000 một bộ này, tặng bàn phím chuột theo nhá. 4.800.000 một bộ này, con HP màn 21 inch như em dùng. Còn con bên này đó là con này con Dell. Con này con Dell chip Core i7 phải, 7 cái năm nhỉ? Em nhìn xem nào. Con Dell này để em nhớ lại xem là chip i bao nhiêu bác nhỉ. Con này để cho bác, con này em nhớ là con này màn hình tận 23 24 inch cơ. Để cho bác 4.890.000, cả chuột bàn phím luôn, tất cả trong một luôn. Toàn hàng khủng. Chào các bác. Đây, xem bên này nữa. Bên này đây. Đây là tiếp tục một con Dell nữa. Con Dell 3500. Dell 3500 chip i5 8265U, RAM 8GB, màn hình 15,6 inch, ổ cứng SSD 240GB, giá 5.600.000. 5.600.000 con này. Ok chưa? Còn đây, còn con laptop Next về được một lô rồi nữa. Next con này là 3.8 nhá, 3.8. Con này laptop kiếm iPad nhất ra luôn đấy. Con này có clip giới thiệu nhiều bác đấy lắm rồi. Vừa về được thêm được đôi 4 5 con nữa. 5 con với một con đang test, giới thiệu kia nữa là 6 con hết. Rồi em chào các bác.